Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp cái mạng EchoChan của Hobby lên MetaMask các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tài khoản mạng ví MetaMask ở trên trình duyệt. Bạn nào mà chưa có thì các bạn ấn vào MetaMask Chrome. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, xong các bạn ấn vào cài đặt nhé. Sau đấy thì mọi người đăng ký cho mình một cái tài khoản, lưu lại tất cả các mật khẩu cũng như là key file hoặc là cái JSON file các bạn lưu lại hết. Sau đấy thì mọi người sẽ đăng nhập vào, nó sẽ hiện ra thế này, thì mọi người sẽ ấn vào đây, Experience View, thì mọi người sẽ thấy là mình chưa có add mạng EchoChan, cho nên mình sẽ ấn chọn vào cái Mainnet để các bạn có thể ấn vào Custom RPC. Ở đây thì các bạn sẽ đánh vào cái tên nhé, thì mọi người sẽ ấn vào cái tên đây là Hobby EchoChan, thì mình copy lại thôi, dán vào thôi. Ấy đang làm ở đâu ấy nhỉ, sao tự dưng nó trôi mẹ đâu rồi trời ạ. Đang làm custom rồi PC mà, không phải bay nè. Hey cô, mình để cái thông số tí nữa để bên dưới cho mọi người nhé. Đang làm đây, nó tự dưng nó ấn đi chan ID thì các bạn ấn vào là 128 và HT. Đánh vào thôi. Copy làm gì cho nó mệt nữa. Ok, ở dưới thì các bạn có thể là scan Hobby Chan hoặc là Heco Chan, thì mình sẽ chọn là Heco Chan nhé. Đấy, các bạn nhớ là khi mà các bạn có giấy dấu chấm đỏ ấy. Các bạn dấu chấm đỏ thì các bạn để ý cho mình là đằng sau này các bạn bỏ đi, hoặc là đằng trước nhá, hoặc đằng trước này đấy, các bạn ấn đi, tại vì là, ví dụ nó có một cái dấu gạch này là nó có dấu đỏ này đấy, các bạn bỏ dấu gạch đi, ở trên này cũng thế nhá, ví dụ ở đây nhá thì các bạn ấn vào đây là nó sẽ có dấu đỏ, lại ví dụ như thế nhá, là nó có dấu cách ấy, thì các bạn sẽ xóa dấu cách đi đấy, khi mà nó không hết dấu đỏ một phát là mình thấy là như này, các bạn ấn đầu lưu đấy, như thế là mình đã lưu cái mạng Heco Chan ở đây đấy. Khi mà ở đây thì các bạn muốn đây nhá, nếu mà các bạn muốn chuyển HT vào ấy thì các bạn vẫn là cái ví của MetaMask, vẫn là cái ví này các bạn nhá. Đấy, cái ví thì là cái ví chung nhau mọi người ạ. Cho nên là mọi người cứ bảo anh điền ví HecoChan nhưng mà anh điền sai rồi, không phải nhá các bạn nhá. Đấy, ví dụ các bạn muốn copy lại cái ví của Binance Smart Chain thì các bạn ấn vào đây thì nó vẫn là cái ví này. 6937. Ví của Ethereum thì các bạn cũng thấy nó cũng là 6937. Chẳng qua là mình đổi cái mạng thôi mọi người nhá. Các bạn khi mà các bạn sử dụng Hobby EchoChan thì các bạn ấn đây. Đấy. Khi mà các bạn ấn vào cái Binance thì các bạn ấn vào đây. Đấy. Các bạn muốn check cái thông số hay các thứ ấy thì các bạn sẽ ấn vào đây. Ví dụ các bạn muốn check ở Hobby EchoChan thì các bạn sẽ ấn vào đây. Ấn nút ba gạch, các bạn ấn vào View Explain. Không chạy nữa em ơi. Không không. Đúng rồi. 11 rưỡi em nhé. Dạo này không biết là nó lỗi cái gì mà dạo này không 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 check được luôn ấy. Mình cũng không không biết luôn. Tại vì là hồi trước thì mình vẫn check cái ấy được. Đây, scan Hecosan này vẫn check được nhưng dạo này không thấy check được luôn này. Mình cũng không hiểu là tại sao luôn ấy. Một vài hôm nay là mình không 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 check được luôn. Nó vẫn hiện ra đây nhưng mà nó cũng không check được luôn ấy. Dạo trước thì mình vẫn check bình thường nha. Đấy, như thế thì các bạn đã mình đã hướng dẫn trong cho các bạn cái cách để mà các bạn add cái mạng Hobby EchoChan vào trong cái ví MetaMask của mình. Thì các bạn nhớ là chuẩn bị cho mình một cái ví MetaMask. Sau đấy thì thông số thì mình để bên dưới video. Các bạn chỉ cần copy là dán vào là thôi nhé. Trong vòng 5 đến 10 phút là các bạn có thể đã có được một cái ví hay Hobby hay số chan để các bạn có thể tham gia. Để ví dụ như các bạn connect đến cái này nhá. Cái Dojo Swap này nhá. Thì các bạn thấy là sai ở đâu rồi.
Ví dụ các bạn connect đến cái này thì ví dụ ở đây nhá, nó ghi là Heco này. Các bạn muốn connect thì ở bên này các bạn sẽ phải chọn chọn cho mình cái nền tảng là cái lúc nãy mình đã add nhé. Các bạn ấn connect ví, các bạn chọn MetaMask thì nó sẽ hiện lên này. Thì các bạn ấn vào accept next next. Đấy, như thế là đã connect được nhé các bạn nhé. Còn các bạn muốn chuyển Heco Chain vào HT vào ví của mình thì các bạn copy lại ví này nhá. Các bạn copy lại address này, sau đấy lên sàn Huobi để các bạn chuyển vào nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái dự án này, cái video hướng dẫn này của mình. Và nào mà chưa hiểu lắm thì các bạn có thể inbox với mình để mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án.